Ông về ship bà khía bên này, ship tới này. Bên đây là có khu mực luôn các bạn ơi. Bữa nay mình lên Gạch Giá được dì Bảy này dẫn mình đi ăn phở nha. Phở Hà Nội nha. Người nào có tiền vô đây cắt sắm được cái nhà này cái nào đã. Chúng tôi các bạn hiện tại thì Toán đang ở khu đô thị Phú Cường tại Gạch Giá nha các bạn. Bây giờ Toán sẽ chạy một vòng khu đô thị Phú Cường và bây giờ bên trong đó coi ở đây bà con mình bán như thế nào. Và quay những cảnh biển ngoài khu đô thị Phú Cường và khu lấn biển cho mọi người xem nha. Bây giờ mình đi vào đó nha các bạn. Ở đây là từng tổ chức là đám cưới của Sophia, con gái Phú Cường nè. Mình chạy thẳng đi đó. Đi nha. Đó, bây giờ mình chạy thẳng đi bên trong cho các bạn coi nha. Đi trước là dì Bảy mình nè, à. Dì Bảy dẫn đường. Ở đây mình đi mình sợ lạc quá. Gạch Giá bây giờ là đẹp nhất là khu lấn biển với khu đô thị Phú Cường này các bạn thấy không? Những tòa nhà chọc trời cao ốc. Wow các bạn ơi, tòa nhà này đẹp quá thứ rồi. Chạy dài đằng kia nữa kìa. Là tới mấy biển nha. Và đó là khu lấn biển nha cả nhà. Tới khu lấn biển mình quay lại cho các bạn xem. Cực kỳ đẹp nha. Ủa cái đó là kêu bằng quảng trường Phú Cường hả? Quảng trường Phú Gia hả? Vậy là bên đây là khu đô thị Phú Gia chứ không phải Phú Cường hả? À, bên đây là Phú Gia các bạn ơi. Để khu đô thị Phú Gia. Ở giá sáng này có ai bán gì không Bảy? Sáng này không thấy ai bán gì vậy? Người ta đóng hết hả? Cái đó là đám cưới của Louis Sophia ngày trước các bạn. Ở ngoài đó có mấy cái hòn rồi các bạn ơi, nhưng mà bữa nay sao mà nó mờ quá trời, làm như là khói hay sương mù vậy á. À, kia là thành phố Gạch Giá của mình. Xíu nữa mình chạy lên thành phố Gạch Giá để đi dài theo đường này nè. Này kia bằng cái đường giống cái đường Hàng Dương á. Đấy. Đó lên đó đó là bệnh viện Đa khoa Ninh Chẩn. Và bên đó kìa ra nằm như cái cảng mà cái cảng ra bến tàu Phú Quốc á. Đi ra nữa, Phú Quốc đi ra đường đó. Sống như dập dìu luôn các bạn thấy đã không? Này mọi người nào có tiền vô đây cắt sắm được cái nhà này cái nào đã. Bây giờ đây Toán vào chợ 30 tháng 4 của thành phố Gạch Giá và quay cho các bạn xem những loại khô mà Toán đã đăng lên nha các bạn nào muốn đặt cái hàng nào á. Alo hãy để bình luận cho Toán nha, rồi giao từ từ nha các bạn ơi. Đó, đây mình có thấy khô mực nè. Mực này là kêu bằng mực chắc mực ống nè các bạn ơi. Đủ các loại khô hết trơn nha. Rồi cả nhà vào đây tham quan mới với mình nè. Bên đây là hôm nay là mình bán cái loại lấy cái khô chỉ vàng này về nha cả nhà. Ship là mình ship toàn quốc luôn nha cả nhà ơi. Ship toàn quốc. Đó. Không về ship bà khía bên này, ship tới này. Bên đây là có khu mực luôn các bạn ơi. Cặn vô Bảy. Cặn vô Bảy, khúc này cặn được rồi Bảy ơi. Xét vô Bảy ơi. Khu mực này bán cả 550 được rồi. Bạn nào chưa tin tưởng thì đặt hàng chừng nửa ký gì đi, trải nghiệm để từ từ mình lấy nha. À, khu chỉ vàng 2 ký nè. Ở đây có tôm khô nữa các bạn ơi, nhiều lắm. Thì mình giới thiệu giờ cá đù cho cả nhà luôn. Cho đây có cá đù ấy chưa ta? Bọc này chắc không được 10 ký hả? Chưa đi. Còn 10 ký đủ nha. Thông tin giá cả chưa tiết lộ được. Cả nhà đặt hàng để kết bạn qua Zalo cho mình rồi trả lời sau nghe cả nhà. Giao toàn quốc. Cá này mình nghĩ chắc cỡ 10 con ký không chị ha? 12 13 con ký. Khu đù mà loại size lớn nha các bạn ơi. Còn có size nhỏ nữa. Bây giờ thôi là chị lấy cho em bịch này bịch kia đi ha. Bịch này kia cho dễ bán. Hả? Cho ly cà phê đi em. Cà phê đặc biệt đi. Hai cà phê. Bảy uống gì? Bạch tiểu đá. Dạ, bạch tiểu đá. Dạ, hai cà phê là bạch tiểu. Ở thành phố Gạch Giá này theo Toán nghĩ là lớn hơn Cà Mau rất là nhiều. Thành phố Gạch Giá này theo mình nghĩ là xe nó nhiều hơn, những nẻo đường cũng nhiều hơn và những
thành phố như là ăn chơi hơn Cà Mau đó. Mình thấy nha, là nhà hàng khách sạn rồi à, mấy dẻo điểm du lịch là rất là nhiều luôn. Những nhà cao tầng rồi khu lấn biển đó, là đặc biệt là Cà Mau không có khu lấn biển nè, còn đây người ta không có đắt, người ta lấn quá trời lấn à. Bữa nay mình lên Gạch Giá được dì Bảy này dẫn mình đi ăn phở nha, phở Hà Nội nha, đi Gạch Giá ăn phở Hà Nội nha các bạn. Đặc biệt phở chỉ có Hà Nội là đệ nhất phở rồi. Này các bạn ơi, nhìn miếng thịt tái nè, nhìn thấy thèm chưa. Thịt này được ông chủ bầm ra, bầm xong rồi mới cho nó mau chín gì đó. Mình chơi kiểu lúa là mình không có chấm cái bạn ơi, mình đổ vô luôn à, đổ xì dầu vô chơi luôn. Thịt này mềm mềm, thịt mềm là bà tôi ăn được á. Nếu người không có gan ăn được, còn mình á, mình phải ăn nạm à, nhau nạm cái gì nó dai ăn đã. Rất là ngon. Đây còn nước súp nước. Xin chào tất cả các bạn, chào thành phố Gạch Giá, hẹn lại những video tiếp theo nha, bye bye.